Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip phân biệt thật giả về cái chai Coco Mademoiselle dòng La Rivière này nha. Thì những lần trước á, mình có làm cái clip phân biệt thật giả về cái dòng Eau de Parfum và cái dòng Intense. Nếu mà các bạn nào chưa xem những clip đó thì mình sẽ comment lại phần bên dưới cái video này, các bạn vào đó xem nha. Thì cái chai Coco Mademoiselle La Rivière này là cái dòng mới nhất trong dòng Coco Mademoiselle nha. Rồi hôm nay mình sẽ làm clip phân biệt thật giả về cái chai, hai cái chai này cho các bạn xem. Đây là cái chai hàng phách cho mình mua được 800k nha. Đây các bạn review sơ vào bên ngoài siêu trước nha, rồi mình sẽ bóc siêu cho các bạn xem bên trong. Đây một chai 800k, nhìn hộp rất là đẹp nha, siêu cũng rất đẹp nha các bạn. Rồi ok, mình sẽ bóc siêu ở đây. Chanel mà 800k thì sao mà có thể là chính hãng được nha. Rồi ok, rồi các bạn xem vào cái hộp ở bên ngoài của hai cái chai nước hoa nha. Đây, các bạn nhìn sơ qua là thấy liền ha, chất liệu giấy của hai cái hộp này là thấy rõ liền. Đó là cái chai chính hãng đây, cái chai chính hãng bên mình nha. Cái bên tay trái là cái chai chính hãng, còn cái bên tay phải là cái chai hàng fake nha. Thì chất liệu giấy thì như những cái chai Coco lần trước mình review á, thì chất liệu giấy của chai chính hãng nó cũng vào màu trắng mà ngà ngà kiểu này nha các bạn. Còn hàng fake thì nó sẽ trắng tinh như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Có thể nhìn ngoài hộp là các bạn có thể phân biệt được là hàng fake, hàng chính hãng liền nha. Mình sẽ soi tới cái phần chữ thương hiệu cho các bạn xem. Đây cái chữ Coco Mademoiselle Chanel Paris. Này cái chữ này là nó in nổi luôn nha. Chữ Coco với chữ Chanel Paris này là nổi nha các bạn. Còn cái chữ hàng fake này nó cũng nổi nè. Đây về cái phông chữ á, thì mình thấy không có sự khác biệt nha. Cái này hàng fake nó chữ nó rất là giống luôn các bạn. Trên nắp này cũng có chữ logo. Đây logo này là cũng in nổi. Logo này là cái logo này là nổi nha các bạn. Còn cái chai hàng fake này thì nó nổi nhưng mà nó không có nổi bằng thôi. À, cái chai cái logo hàng chính hãng này nó sẽ nổi rất là nhiều. Rồi mình sẽ đi vào. Rồi đằng sau chai. Đây ở đây có cái mã 4 số cũng được in ngoài hộp như thế này và hàng fake nó cũng có luôn. Thì hai cái chai này mình thấy cũng khá giống á, ngoại trừ cái màu của cái hộp này ra thì mình thấy nó là khá giống nha các bạn. Rồi mình sẽ mở hộp review bên trong cho các bạn xem. Đây. Ok, mình sẽ lấy miếng lót ra review cho các bạn luôn. Đây có điểm mà ngoài hộp mình thấy là cái hộp có cái chữ logo Chanel này nó in từ ngoài, mà nó từ ngoài hộp mà nó in xuyên qua bên trong cái hộp luôn nha các bạn. Còn cái chai hàng fake á thì nó mình sẽ không thấy được cái hình logo đó xuyên qua nha. Nó chỉ như thế này thôi. Rồi. Đây các bạn xem về hai cái miếng lót đây. Thì cái miếng lót của cái chai hàng chính hãng á thì nó lại màu trắng, và cái miếng lót của chai hàng fake này thì nó lại là màu ngà ngà nha các bạn. Thì hai miếng lót này thì nó cũng khá giống á, nó chỉ khác nhau giữa màu thôi, không có. Thì về cấu tạo thì nó vẫn như nhau nha. Rồi mình sẽ bỏ qua cái phần miếng lót này. Đây là hai cái chai bên trong nha. Bây giờ mình sẽ thử về cái mùi hương cho các bạn xem trước nha. Những clip review trước á, thì có nhiều bạn hỏi về mùi hương á, thì mình cũng sẽ sẵn mình cũng sẽ review mùi hương cho các bạn xem luôn. Mình chỉ review sơ vào mùi hương thôi. Đây mình sẽ test vào mùi hương cái chai chính hãng trước các bạn xem. Ok. Rồi mình sẽ xịt cho cái mùi của cái chai hàng fake này xem như thế nào nha. Đây cái hàng fake này xịt nó kiểu dạng phun sương các bạn. À, dạng phun sương nè, dạng phun sương cái này là mới xịt là mình biết đó là hàng fake rồi. Hàng chính hãng á, thì nó không có xịt kiểu phun sương như vậy nha. Rồi hai cái tông mùi mới xịt ra á, thì mình thấy là cái chai chính hãng và cái chai hàng fake này á, thì cái tông mùi nó khá giống nhau nha các bạn. Mình sẽ đợi khoảng tầm 15 hay 20 phút sau á mình mới đánh giá được, chứ khi mà mới xịt ra thì mình không thể nào phân biệt được cái chai nào hàng chính hãng với chai hàng fake nha, tại vì nó sẽ khác nhau về cái tông mùi tí xíu thôi.
thì cái tông màu tí xíu đó các bạn không thể nào mà phân biệt được. Chỉ đợi khoảng 10 đến 20 phút sau á, thì các bạn khi mà cái nốt dry down nó xuống á, thì các bạn mới nhận diện được cái chai nào là chai chính hãng, chai nào là chai fake nha. Cái chai chính hãng á, khi mà cái nốt dry down nó xuống á, thì nó vẫn giữ được cái tông mùi hương, cái tông chủ đạo của chai nước hoa nha. Còn khi mà cái chai hàng fake á, khi mà cái nốt dry down nó xuống á, thì hầu như là mọi cái nốt thì mọi cái hương gì nó đều biến mất nha, hoặc là nó mờ, hoặc nó nhạt, rất là nhạt nha. Nên khi mà xịt ra, mới xịt ra các bạn không thể nào phân biệt được cái mùi hương đâu. Thì mình cũng nói sơ qua cái mùi hương của cái chai Coco Mademoiselle La Rive này. Đó là mang cái tông mùi nhẹ nhàng hơn so với hai cái phiên bản trước, đó là Out of Perfume và Intense nha các bạn. Đây, cái chai này có chú thích là cái chai này là chai mùi hương dùng cho ban đêm nha các bạn, là Night France. Mùi hương dùng cho ban đêm, thì mùi hương dùng cho ban đêm có nghĩa là sao? Nghĩa là nó chỉ là mang tính chất là nhẹ nhàng thôi, chứ các bạn có thể dùng ban ngày hay là dùng buổi sáng, buổi tối hay là dùng buổi trưa cũng được. Chỉ qua là họ nốt là để cho các bạn biết đây là cái một mùi hương nhẹ nhàng thôi. Thì cái chai này nó đã lược bớt nhiều cái tông mùi so với những cái phiên bản trước đó rồi, nên nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái chai này chỉ giữ lại 4 cái tông mùi so với những cái phiên bản trước đó thôi, là cam, hoa hồng, hoa nhài và xạ hương trắng nha. Thì những cái phiên bản trước đó sẽ có rất là nhiều thành phần, sẽ có những cái thành phần lạ tạo cho cái mùi hương nó nồng ấm, có như là hoắc hương nha. Một mùi hương mà có thể tạo ra được cái sự lan tỏa, sự nồng ấm trong cái mùi hương. Chai này đã lọc bớt được cái thành phần đó rồi, thì cái mùi hương này sẽ trở nên nhẹ nhàng và nó bay bổng hơn nha, không có nặng như là những cái chai phiên bản trước đó. Khi nhắc đến Coco Mademoiselle thì người ta nghĩ đến là mùi nước hoa dành cho người phụ nữ trưởng thành và chững chạc nha, hay là một mùi hương quý phái sang trọng. Nhưng mà cái dòng La Rive này đã khác biệt nha các bạn. Cái dòng này thì nó sẽ mang cái tông mùi nhẹ nhàng hơn, dành cho những bạn trẻ cũng có thể xài được nha. Vì cái mùi hương này nó không mạnh mẽ và nó nồng hay là nó sang tỏ ra sang trọng như những cái mùi hương trước nha, nên các bạn, những bạn trẻ có thể sử dụng được cái chai này ok nha các bạn. Rồi, mình chỉ review sơ về cái mùi hương cho các bạn thôi. Mục đích chính của mình là review thật giả nha. Có gì tầm 30 phút sau á, mình sẽ gửi lại hai cái mùi hương của cái chai chính hãng và cái chai hàng fake này, rồi comment bên dưới cho các bạn biết nha. Rồi, bây giờ các bạn nhìn vào hai chai nước hoa nha. Đây, đây có là chai chính hãng là bên mình nha. Rồi, cái này vẫn là cái chai hàng fake đây. Đây, cái dòng Coco La Rive này á, thì nó sẽ khác cái phiên bản trước là cái độ cái chai thủy tinh, nó là chai thủy tinh nó đục kiểu này nha các bạn. Đây, cái độ thủy tinh đục kiểu này, cái chai hàng fake cũng vậy. Còn những dòng trước là cái độ cái chai thủy tinh nó là làm bằng chất liệu nó trong nha, còn cái này là giống như là nhám nhám vậy đó. Đây, các bạn nhìn vào cái lớp mà lớp vàng ở xung quanh cái miếng nhãn này nè, các bạn nhìn cái lớp vàng này nè của cái chai hàng chính hãng á, này nó sẽ là có độ phản chiếu nhiều hơn so với cái chai hàng fake nha các bạn. Đây, và cái chữ của kỹ Coco và chữ Chanel này là chữ nổi nha, còn cái chai hàng fake này là chữ nó phẳng nha các bạn, nó không nổi này. Đó là sự khác biệt giữa đầu tiên nhưng mà mình thấy được bên chỗ cái nhãn này. Rồi, bên dưới có chữ La Rive này thì hai chỗ bên đều có hết. Ok. Rồi, mình sẽ review về phần nắp cho các bạn xem. Đây, cái chai Chanel ấy thì thương hiệu nó rất quan trọng, nên cái chỗ nào mà có logo thì các bạn cứ soi kỹ giúp mình nha. Rồi các bạn xem vào hai cái logo ở phần nắp nha. Đây, các bạn sẽ thấy rất là rõ, đây là chai chính hãng này, còn cái chai này chai hàng fake nha. Đây, thì cái logo của hàng chính hãng nhìn nó rất là sắc nét và nó tinh tế nha các bạn. Nó không có như là cái chai hàng fake, để các bạn thấy không, cái chai hàng fake này mình thấy chi chi nó bị lem ở phần logo rồi nè. Và cái các bạn để ý ở phần cái chỗ cái nắp này nè, nó nhìn rất là thẳng và nó mướt nha các bạn, không có một cái lỗi nào nha. Và các bạn nhìn qua cái viền của cái chai hàng fake đây, đây là các bạn có thấy trầy xước và nó sẽ có lồi lõm tùm lum hết, kể cả những cái viền trắng này cũng vậy nè, nó sẽ có những cái lỗi và những cái vết lem gì đó, nhìn rất là xấu. Rồi, mình sẽ đi tới cái phần vòi này. Đây, các bạn sẽ thấy được cái vòi của cái chai hàng chính hãng và cái vòi của chai hàng fake nó sẽ như thế này. Hàng fake nó sẽ to hơn tí xíu thôi. Rồi, ok.
mình sẽ test lại cái phần nắp này. Thì như những cái chai Chanel được trước mình cũng có test cái phần nắp này, nó đóng mở luôn, có một cái âm thanh là cái tiếng nó cạch, nó là khớp khớp vào cái nắp đó bạn. Đó luôn luôn là như vậy nha, cái chai Chanel nó lại luôn luôn là như vậy. Và cái chai, những cái chai hàng phát chứ thì nó sẽ không có cái ngấn để có thể giữ được cái chai nước hoa, nên khi mà đậy vào mở ra nó sẽ không thể nghe một cái tiếng cạch gì hết, nên nó sẽ khó giữ được chai nước hoa nha. Và cái chai này nó cũng vậy, cái chai này nó lỏng nè, cái nắp lỏng nè, một là nắp nó lỏng, hai là nắp nó chặt. Rồi mình sẽ đi tiếp cái phần kế tiếp ở cái phần đằng sau. Đằng sau chai chính hãng này thì có những dòng chữ như vậy, và cái mã code 4 số ở dưới đáy chai. Và cái chai hàng fake này nó cũng có mã code 4 số nha các bạn. Đây cái mã số 4 số của cái chai hàng chính hãng đây. Và cái chai hàng fake đây rất là giống luôn nha các bạn. Các bạn này chai mua chai này mà nhận diện qua cái code 4 số này cũng rất là dễ bị lầm nha các bạn. Chai này giống đó. Và cái nắp nó lỏng quá. Ok, rồi sẽ đi tới cái phần đít phía dưới. Đây các bạn sẽ soi vào hai phông chữ của hai cái chai này. Wow, wow, wow. Hai chai chữ dưới cực kỳ giống luôn các bạn. Các bạn thấy không? Đây các bạn có thể soi đi, hai cái chai này chữ rất là giống luôn. Đây hai cái chai đều này là cái hai cái chữ đều nào là in lên phía trên nha các bạn. Cái chai này thì chữ nó in hơn, in lên chứ không phải bắn laser như là cái những cái phiên bản trước nha. Nên đây các bạn thấy không, hai chai cực kỳ giống luôn, nên để phân biệt vào cái chữ ở bên dưới chai này cũng là khó nha các bạn. Rồi thường những cái chai nước hoa mà nhìn bên ngoài mà khó phân biệt thật giả quá, mình hay chỉ các bạn là mở cái phần nắp này ra, mở cái phần nắp này ra nè, để có thể nhìn bên trong cái chai chính hãng nó như thế nào. Thường đây các bạn, để cho các bạn nhìn cái nắp trước. Đây các bạn, đây mình sẽ cho các bạn nhìn cái đầu vòi trước. Cái đầu vòi, đây là cái chai chính hãng nha các bạn. Đây chai hàng phát nha. Rồi chai hàng chính hãng luôn bên tay trái của mình. Đây cái đầu của cái chai hàng chính hãng nó sẽ như thế này, và cái đầu của cái chai hàng phát nó như thế này nha. Các bạn nhìn kỹ, quan sát kỹ nha các bạn. Rồi và các bạn nhìn thêm một điểm cho mình nữa là cái bên trong đây, bên trong của cái chai hàng chính hãng nó làm chất liệu nó là màu bạc nha. Chất liệu bạc. Đây, ở ngoài tuy là bên ngoài nó là màu vàng đó, nhưng mà bên trong lõi thế nè, nó là màu bạc nha. Còn cái chai hàng fake á thì là cái bên ngoài nó cũng là màu vàng, nhưng mà bên trong nè, các bạn thấy không, nó cũng là màu vàng luôn. Đó, nó đi theo tông luôn, màu vàng luôn. Nhưng mà cái chai hàng chính hãng ngược lại là nó là màu bạc nha. Còn lý do nó màu bạc hay là màu vàng thì mình không thể giải thích được nha các bạn. Rồi, ok. Ok, vừa rồi mình cũng chỉ các bạn những cái điểm để phân biệt thật giả của chai Coco Mademoiselle Lavier này nha. Thì các bạn xem thấy hay cho mình một like và nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi những cái clip review phân biệt thật giả kế tiếp nha. Rồi, xin chào mọi người.